cho anh phòng là 1,5 triệu. Đấy, gửi cho anh phòng là 1,5 triệu. Vâng, đây còn anh hộ em cầm luôn cho chú Toán là 500 ngàn nữa. Và 500 ngàn này thì gửi cho anh phòng ông ạ. Đấy. Mai anh lấy đi tiêu nó. Chuyển ra đặt bên này đúng không? Này sẽ bán ra ngoài này đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy. Bán sắt vào đây luôn à? Đúng rồi. Đây bán sắt vào đây luôn. Sắt vào đây luôn nhá. Vâng. Là lỗi của cháu Lực cho nên là cháu Lực sẽ xin nhận lỗi là hoàn toàn hết. À, cháu Lực sẽ khắc phục là cái kinh phí của nó rơi vào tầm bao nhiêu thì cháu Lực sẽ lại bù vào đấy thêm. Cái kia thì chắc là phải mua thêm là cái Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, buổi tối hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà ông của bác ạ. Ông thì còn nói với cháu Lực là điện là mất là mấy hôm rồi của bác ạ. Xung quanh hàng xóm ấy thì là ai ai cũng mất rồi sau cái trận mà sấm sét to vừa rồi ấy. Thì vừa rồi cháu Lực cũng đã gọi cho bên điện lực để mà xem ở phía đầu ở bên trên kia thì là bảo là bên kia là không bị sao cả, là điện là hiện tại là vẫn đang có. Vừa rồi cháu Lực cũng có hẹn với lại là anh phòng cho anh phòng là xuống đây để mà cho cháu Lực xem là phần điện với lại thêm là nhà vệ sinh thì sẽ có một số cái là phải thay đổi. Ôi, chó đây có vẻ sủa anh nhỉ? À, em chào anh phòng nhá. Ông thì vẫn đang ở trên đây ạ. À? À. Vừa anh có cầm theo cái đồ mà làm điện không anh? Vâng. Chắc là ở đây là nó bị chậm ở đâu thôi anh. Vâng. Ông thì không biết là cái đèn pin của ông có không, bảo ông. Để em ạ. Thì mượn là cái đèn pin của ông đó. Ai à. Rồi ông vừa đi lấy cỏ về của bác ạ, là chuẩn bị là băm rau lợn rồi. Đây là chuẩn bị băm rau lợn cho ngày mai rồi không? Vâng. Vâng. Cái này là ông là vẫn còn là làm bằng thủ công thôi các bác, là băm bằng tay thôi. Cái đèn pin của ông còn ở đây không ông? Không có điện sạc, không có điện sạc á? Điện ở trên kia có, vừa rồi cháu bảo là anh phòng là xuống xem điện rồi ông ạ. Vâng. Vâng. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống đấy các bác, thì cũng có nhận là thêm là một phần quà của bác là gửi cho anh phòng cùng với lại là chú Toán. Có điện rồi anh. Vâng. Có điện rồi ông. Ông lấy gì đi sạc không? Đấy, vừa rồi thì có bảo với lại là ông là ở dưới kia là anh phòng đã sửa xong điện rồi các bác ạ. Cái điện đèn pin là hết từ hôm qua rồi không? À vẫn còn sáng một tí đây. Vâng, đấy may là trong lúc mất điện này thì còn có cái bóng đèn năng lượng mặt trời thôi các bác, chứ không là buổi đêm là rất là tối. Cái điện này thì là ngày mai thì sẽ bảo là anh phòng là tí nữa cháu Lực sẽ bảo sau các bác, là hỏi ông xem là ông muốn cắt như nào. Có điện rồi anh. Vâng. Ông bây giờ lấy cái dây kia cắm đi không? Lấy cái dây kia không? Đâu có một cái dây ở bên kia kìa không? Cái này là vẫn chưa có đâu anh nhỉ? Cái này chưa có. À. Và qua kia mất là chưa có điện, chưa lắp được. Vâng, đây. Hôm nay
chú Toán thì có ra được không anh? Không ra được, anh gọi số không. Đó, không ra được à? Vâng. Em vừa rồi thì em có điện cho anh ấy, thì là có một số cái là cần là thay đổi, cho nên là tí nữa em bảo anh thì anh sẽ hộ em một tí nhé. Thế còn là bây giờ thì sẽ ra phần là bên ngoài này hỏi ông xem là cái dây điện của ông là muốn cắt như thế nào. Ông có muốn cuộn cả cái cuộn này nó để không hay là ông muốn cắt thêm một đoạn. Sẽ hỏi ông xem là mai thì nếu mà em không xuống được ấy thì anh hộ em làm những cái việc này nhé. Ông ra đây chỉ với anh phòng một tí nào không? Bây giờ thì cũng khá là tối rồi các bác. Xuống đây xem cái công việc này xong thì cũng phải chạy là đi về nhà đó. Cái dây điện này ông có muốn là không cắt ra không? Cái dây điện đấy ông có muốn cắt ra không? À, vâng. Thế thì mai thì anh xem là cái dây điện là từ kia ra đến đây anh nhá. Chắc là để trên này thôi anh nhỉ? Để trên này, thì vẫn còn làm thêm là một cái cục dao nữa. Vâng vâng. Không để bảng nữa anh, để nguyên cái cục dao to loại em vừa mua vào ấy. À, để nguyên cái cục dao ấy gì? Vâng. À, để nguyên cái cục dao xong thì nối cái dây nguồn đưa vào trong nhà thôi đúng không? Vâng. À, mình bỏ cái bảng đúng không? Vâng. Cái bảng điện kia thì hôm nọ là hôm qua nọ sấm sét đây, thì nó kêu quá ấy. Không biết là do bị bảng cái bảng điện kia là nó yếu hay là như thế nào đấy, nhưng mà nó kêu quá thì ra là ông thì sợ là ông sợ ấy. Cái điện này thì không phải là mình ông sợ mà cả ai ai cũng đều sợ cả. Thế thì anh lắp mỗi cái cờ dao hôm nọ hôm rồi em mua về nhé. Vâng. Tắt cái dây điện xong rồi lắp mỗi cái cờ dao nhé. Vâng. Cái dây nguồn của nó là cái dây vàng vàng kia các bác, còn cái dây đen này thì là để ở đến chỗ bên ngoài thôi. Đấy. Thế ngày mai ông muốn cắt bao nhiêu thì bảo anh phòng nhá ông nhá. Vâng. Thế thì bây giờ ông ra đây một tí là ông gửi cái phần quà này cho anh phòng với lại là chủ Toán đấy. Tối hôm qua thì cháu Lực có nhận được là một cái phần quà là của bác là Phạm Chuyển thì có gửi cho cháu Lực là 2.200.000 đấy. Và trong đó thì là cho anh phòng là 1.500.000, còn là cho chú Toán là 500.000 đấy. Nhưng mà chú Toán thì hiện tại là đang đi ở dưới huyện này, anh đang đi dưới huyện là chưa về được, thì em sẽ gửi cho anh xong là anh hộ em là gửi cho chú Toán một tí nhá. Phần quà của anh là nó là lớn hơn, là bác gửi cho anh lớn hơn, tại vì là anh thì là bị vợ chồng của anh bị thiệt hại nhiều hơn. Đấy thì phần quà của anh là bác gửi cho anh là 1.500.000. Ông hộ cháu rút ra 1.500.000. 1.500.000. Đấy. 1.500.000 và ông đếm thêm cho cháu là số này là 500.000. 500.000 không? Đủ 500 chưa? Đủ 500 chưa? Dạ. Yeah. 500 rồi đúng không? 500 rồi thì là cho anh phòng là 1.500.000 anh nhá. Vâng, thì còn 600 hay sao không? 600 thì đưa đây cháu 100 nào. Đấy, gửi ông gửi cho anh phòng là 1.500.000. Đấy, gửi cho anh phòng là 1.500.000. Vâng, đây còn anh hộ em cầm luôn cho chú Toán là 500.000 nữa. Và 500.000 này thì gửi cho anh phòng ông ạ. Đấy. Mai anh lấy đi tiêu nó tình nhỉ. Mai mà em hỏi chú Toán là anh phòng đưa chưa, bảo chưa đưa thì tình cảm anh em dễ dặn nứt lắm. Phần quà này thì là bác là Phạm Chuyển là gửi cho anh, là hai vợ chồng anh là thiệt hại nhiều hơn. Nhà thì hiện tại thì di rời rồi. Đấy. Và ao cá này kia thì bị lấp rất là nhiều, cho nên là bác là gửi cho anh là 1.500.000 là nhiều hơn, còn gửi cho anh chú Toán là 500.000 và gửi cho em là 200.000. Con xin chân thành cảm ơn bác ạ. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe. Và cháu Lực cũng xin thay mặt là hai anh em thợ và bản thân cháu nữa gửi một lời cảm ơn tới bác Phạm Chuyển
và chúc bác cùng gia đình nhà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, vừa rồi thì cháu cũng đã gửi cái phần quà của bác Phạm Chuyển cho hai anh em thợ rồi. Thì bây giờ là sẽ đi vào trong xem là còn là một số cái lại cần phải thay đổi một chút, cho nên là em sẽ nói với anh một chút nhá. Đấy, ông đi vào đi ông. Cái này là bao giờ mới lắp anh? Mai mới lắp à? Vâng, cái này thì nó nói vào chưa có điện, nói anh về bắn cái nốt cái kia xong anh về lắp được một tí này anh không bỏ xuống. À, vâng. Thế đâu anh bảo là đến đâu thì anh sẽ có trách nhiệm hoàn thiện cho em. Vâng. Nên tâm. À. Đây, của anh Phòng thì hiện tại là còn mỗi điện là một chút với lại chỗ kia thôi. Còn là những cái này thì với lại lắp thêm là bên này nữa. Hiện tại là anh hôm qua anh là còn lắp điện với lại cái nốt bên kia với bán điện một lò. Này ông để thấp quá không ông? Để thấp quá không? Mai có điện này. Cái này là vẫn chưa lắp xong đâu anh nhỉ? Chưa anh, cái này chưa lắp xong, chưa có điện, chưa bắn. Thế thì cái này thì là cũng khá là nhiều ý kiến của các bác còn nói đấy rằng là nó không hợp ấy. Và em cũng trao đổi với lại là thêm là hai chị Nguyệt Thúy rồi. Thì cái này bây giờ anh sẽ hộ em là cắt bỏ đi anh nhá. Tức là mình cắt đúng rồi, cái phần nó xay ra đúng không? Đúng rồi anh. Xong rồi. Cắt ra thì anh khẳng định là cái gạch mình đã ốp lên là không để giấy gỏi vào là không hỏng nhé. Vâng, cái gạch này thì là hỏng 100%. Cái gạch này bây giờ không lấy được rồi anh. Không lấy được đâu. Bây giờ đục là nó hỏng hết, bây giờ nó cứng. Rồi. À. Cái gạch này hiện tại nó không cứng. Vâng, thì cái này thì là hiện tại là nó đang chưa có chân đấy, thì cái chân là em sẽ lấy sau. Đấy, hoặc là nếu mà em không lấy được thì anh hộ em ra cái chỗ mà anh em mình mua cái vòi ấy. Anh của em là lấy cái chân xuống thì sẽ đặt ở góc bên kia. Tức là cái này thì sẽ chuyển ra đặt sang bên này đúng không? Cái này sẽ bắn ra bên này đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy. Bắn sát vào đây luôn à? Đúng rồi. Đấy, bắn sát vào đây luôn. Sát vào đây luôn nhá. Vâng. Ông anh xem là nếu mà bắn sắt vào đấy thì nó mà vệ sinh dễ dàng thì anh bắn, còn nếu mà nó vệ sinh nó khó thì anh lùi lại một tí anh nhá. Nhưng mà từ để em anh cứ ướm ra để em hỏi ông á. Ông có muốn là đặt sắt ở bên kia không ông? Vâng, cái chỗ rửa tay ấy. Đấy, nhưng mà nó xuống được thì đấy mình. À, vẫn cho nó xuống mà, nhưng mà hiện tại là cái này ông này thì cháu ghi hình lên ấy thì cũng có ý kiến của các bác khán giả ấy thì bảo là nó không thích hợp ấy, cho nên là cháu sẽ không có để nữa. Là cháu sẽ cắt ra ông ạ. Đây, chỗ này thì lại là hao hụt là vật liệu của các bác thêm là một chút rồi. Thực sự ra thì cháu Đức cũng không có mong muốn là cái điều này cả. Nhưng mà do là cũng được ý kiến của các bác ấy thì là cái này đó là lỗi của cháu Lực. Thì cháu Lực xin nhân lỗi với lại tất cả các bác, cô chú, anh chị là Mạnh Thường Quân. Như cái này, cái phần mà anh Phòng làm ấy là nó thiệt hại bao nhiêu thì cháu Lực sẽ chịu trách nhiệm, và cháu Lực sẽ gửi thêm là cái tiền công cho anh Phòng là riêng. Còn cái này là cái phần phát sinh ra, cho nên là anh em mình không thể tính vào làm nhà được. Chỗ này thì nếu mà anh đi làm thì cũng đâu đó là tầm rơi từ một ngày công của anh rồi. Thì coi như là một ngày công của đấy là em sẽ gửi cho anh, thì anh sẽ hộ em là bỏ hết hai cái này ra. Đập hai cái này ra. Đập ra rồi bên này không xây nữa đúng không? Bên này chỉ là bắn thôi đúng không? Bên này chỉ là bắn thôi, bắn xong là để mới cột thôi. Đúng rồi. Coi như là sẽ không có để hộp này nữa. Nó có ra nữa, lần trước nó có chân. Và nó sẽ có chân. Đấy. Cái này là lỗi của cháu Lực, cho nên là cháu Lực sẽ xin nhận lỗi là hoàn toàn hết. Cháu Lực sẽ khắc phục là cái kinh phí của nó rơi vào tầm bao nhiêu thì cháu Lực sẽ lại bù vào đấy thêm. Cái kia thì chắc là phải mua thêm là cái phải mua thêm là cái miếng trắng trắng này anh nhỉ? Cái nền trắng này. Cái này nếu mà mình chừa ra cái này nó đổ, bây giờ phải mua gạch để mà ốp lại. Vâng. Cái gạch này thì không dùng được nữa nhỉ anh nhỉ? Bây giờ cái gạch này là không thể dùng được, bây giờ khẳng định là không thể dùng được. Vâng. Chậm chậm mà bây giờ không ai giữ được nổi cái anh. Vâng. Những thí dụ ra như cái viền này anh, cái viền này thì hôm nọ là anh em mình làm nó hơi nhầm lẫn một chút. Tại vì anh em mình không chắt cái viền màu trắng này nữa. Thì nó mới nhìn nó không có nổi được. Bây giờ nhìn xem nó bị tách hoàn toàn. Cái này bây giờ anh có cách nào mà dùng cái xi cái đen ấy anh bịt lại, anh miết lại cho em được không? Lấy cái xi lại miết lại á? Ừ, miết lại nguyên cái chỗ này thôi, từ chỗ này này. Phải miết lại nguyên chỗ này thôi. Đúng rồi, miết nguyên cái này thôi, còn cái trên này thì không phải miết, nguyên cái mạch này thôi thì nó mới liền nhau được. Cái này lấy xi. Đấy. Cái này vào.
Và thì bây giờ cảm giác như kiểu nó bị đứt đoạn mất rồi, nó không liền với nhau ấy. Nếu mà nghe ra hôm nọ là mình không để mạch đúng không? Đúng rồi, đang nghe ra hôm nọ mình không để cái mạch màu trắng này, mình phải để cái mạch màu đen thì nó mới hợp. Đấy, đấy là một cái sai sót, một cái sai sót khi mà cháu Lực làm, các bác cũng không có để ý. Ở đây thì thực sự ra mấy anh em đội thợ thì chỉ biết làm thôi. Đấy, cháu Lực là chỉ biết làm thôi các bác, không có kiểu như là những cái chỗ này các bác này không có để ý. Thành ra là cháu Lực không nhắc mấy anh em thợ thì cũng quên mất sự việc. Bây giờ nếu mà cháu Lực không nói thì mấy anh em thợ không dám thực hiện được. Bởi vì là khi mà thực hiện thì sai lại tiếp tục là phải làm lại. Này, bọn anh làm bọn anh chỉ công chỉ là theo ý của em như nào thôi. Và anh có thể tự ý thay đổi được. Và thay đổi được. Và trong nhà vệ sinh thì nó không có gì thay đổi đâu anh, chỉ mỗi là cái này thôi. Cái này nó không hợp thôi. Với lại là anh chắc cho em thêm là cái mạch này nữa thôi, cái mạch này. Đây ra ra phía bên này thì hôm nọ là em cũng lại quên nhắc anh là chưa có để lỗ và thì cái thò dây ga thì bây giờ là có thể là phải lấy bàn bếp ga lên thì mới biết được là mình làm ở chỗ nào. Nhưng mà em theo em thì nếu em muốn để ấy, của anh ạ, là muốn để thọt ra cái thùng bên này, đúng rồi, thì là mình sẽ khoan ở trên cái góc cái cuộn băng dính đen kia thì nó hợp. Nếu mà bên này ra bên này thì có thể khoan bên này được. Vâng đấy. Sau này là bàn bếp ga mình có thể là đặt sang bên này, đặt sang bên này thì bếp ga bên nào nó luôn. Với lại là thêm ở cái phần này nữa anh, hôm nọ thì là em định là bảo không ốp đấy anh. Em bảo không ốp ấy, nhưng mà nhìn nó hơi ấy quá. Thì chắc là em sẽ lấy gạch thêm để mà anh hộ em là ốp bên chỗ này. Cái viền của nó vẫn là viền màu trắng thì em sẽ lấy viền thêm. Tức là hiện tại là ốp bên này đúng không? Vâng. Thì mặt này không ốp, ốp môi mặt này. Vâng, ốp nguyên cái mặt dưới kia thôi, có cái mặt này thì không ốp. Còn cái mặt bên này thì ốp không? Ốp hết, chỗ này ốp hết từ bên kia ra. Đấy. Nó ốp y xì như thế này này. Nào, không lấy loại này không có bảo. Đúng rồi, không lấy là loại đấy hết. Tức là toàn bộ những cái khu này là đều phải ốp hết. Vâng. Và là ở dưới phân chạy phải cái nền màu trắng. Cái nền màu trắng này thì là tầm độ là 2 viên anh nhỉ? Cái này á? Vâng. Không cái này, cái này này. Tức là cái chân tường cái lát cái này đúng không? Vâng. Nhưng mà cái kia thì lắp nổi cho bây giờ hay là lắp chìm? Cái kia thì bây giờ trong kia thì bắt buộc mình phải lắp nổi thôi. Lắp chìm thì không được rồi. Bây giờ lắp nổi thôi. Vâng. Lắp chìm thì không được. Bây giờ mình lắp chìm thì cả cái phần trên thì mình đều lắp nổi hết rồi, nó như nhau hết rồi à? Đấy, nó đều như nhau hết, nó cũng có hở tí nào đâu. Vâng. Bên này hết đúng không? Vâng. Đấy là cái công việc của hôm nay là đi xuống đấy các bác. Hôm nay thì phía bên ngoài thì các bác nhìn thấy là khá là tối rồi. Nhưng mà em làm cái này thì em phải nguồn là phải bổ sung nguyên liệu. Vâng. Nguyên liệu là anh sạch. Vâng. Ngày cái này xi thì là không còn. Vâng. Thì cái này thì em sẽ bổ sung thêm ấy. Thì ở trong cái phần này thì là cháu Lực vẫn có thể là thay đổi đấy các bác. Thì cháu Lực sẽ lại được ý kiến của hai chị Nguyệt Thí thì cháu Lực sẽ làm theo lại thêm lại ý kiến. Tại vì là ý kiến của hai chị đưa ra thì nó rất là thích hợp, nó rất là đúng đắn ấy. Cho nên là cháu Lực cũng sẽ bổ sung thêm về cái phần này. Đáng nghĩa ra là của mấy anh em thợ là công việc của mấy anh em thợ là hoàn thiện hết rồi các bác, còn mỗi trong còn một chút thôi. Anh em mình nói là bây giờ anh chỉ là lắp mỗi phần điện nó là cái này nó là hết. Vâng. Cốc nó viên kia là nó là hết đúng không? Vâng. Đấy là không xin thêm. Còn những cái anh làm việc từ trước anh em nói anh nhận đến đâu hiện tại anh chưa hoàn thiện được. Vâng. Là có ba anh chị thông cảm vì là mất điện là cháu có thể làm được. Vâng. Bây giờ là nó có được thì cháu sẽ khắc phục sớm để hoàn thiện. Vâng. Vâng đấy. Thì vừa rồi thì cháu cũng nói, vừa nói anh Phòng thì vừa nói cho ông thì ông cũng nghe là chỗ nào cần thay đổi đúng không? Đấy, nhưng mà ông thấy là thay đổi những cái thứ đấy thì theo ông thì có hợp không? Hay là ông muốn như nào? Thì cũng hợp thôi. Dạ. Cần thêm hợp là
cho ông xem lại thêm một lần nữa. Đấy, ông xem là tiện không? Đúng rồi không? Đấy. Ông thử nhấc vào ướm thử xem nào. Ông nhấc vào ướm thử đi. Đấy. Quay lên bên này ông, quay lên bên này. Đấy. Đấy. Ông cẩn thận nhá, đừng để thả xuống nhá. Đúng rồi anh, hai cái này thì sẽ lại bỏ ra hết. Đấy. Nó gọn hơn so với lại thì để thêm hai cái này nhỉ. Đấy, hôm nọ thì là thực sự ra làm cái này thì nó sẽ chật hơn một chút đấy, nhưng mà kiểu là em cũng thiết kế là lúc đầu là định là để đồ để đạc ấy. Đấy, để đồ để đạc thì nó gọn gàng cho ông hơn, nhưng mà lại không tính đến là nó lại không gian nó hẹp. Bây giờ thì cảm giác như ông đứng thì nó hơi trúng chân một chút đâu nhỉ. Thế này thay đổi thế thì ông có hợp không, thích không, được không? Được rồi, được đúng không? Rồi thế thì chốt thế ông nhá. Thế không là cháu không bảo ông thì ông lại bảo là như thế thì ông đang ưng rồi mà tại sao lại đi thay đổi ấy. Vâng. Vâng, anh chỉ thay đổi mới thế thôi. Đấy. Nói chung là thay đổi thế là nó hoàn hảo rồi, còn nếu mà thay đổi cái này xong thì cũng không có gì thay đổi nữa. Đấy, hiện tại thì trời cũng khá là tối rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng cùng anh Phòng là phải là xin phép là đi về thôi. Đấy, cái công việc của ngày hôm nay thì cũng xuống để mà nói phát sinh thêm là một số cái nói với anh Phòng, xong là gửi cái phần quà của bác Phạm chuyển là cho anh em thợ. Ê, bây giờ anh em mình đi về thôi anh nhỉ? Tối rồi. Ê, ông đi ở lại ông nhá. Bây giờ có điện rồi. Vâng, thôi ông hãy để ông khác thôi. Bây giờ thì cái bóng đèn năng lượng mặt trời này cũng bắt đầu sáng rồi. Phía bên kia thì cũng bắt đầu sáng rồi các bác. Anh em mình vừa đi vừa nói chuyện tí anh ạ. Anh có đèn pin không đấy? Đèn pin thoại đây à? Không thì tối qua không một tí giống phải rắn đấy. Cái đêm cái mùa này thì để mà đi về đấy các bác, hay cặp nông anh nhỉ, cặp nông cặp nia cái nhỉ. Đúng rồi, cặp nông cặp nia. Đấy, ông thì còn đang thái rau lợn là sửa kìa. Thôi về đây ông nhá. Mấy hôm nay anh chưa chuyển đồ hết nhỉ? Mấy đây anh chưa chuyển, anh chưa chuyển. Ôi cái kia sao vẫn sáng anh? Cái kia. Cái tăng gì à? Cái kia này nó chưa tăng. Đỏ đỏ kìa. Cái này nếu mà còn ốp lắc cái kia nữa còn... À đúng rồi. Kia thêm một chút thôi nhỉ. Có lẽ là đấy, có lẽ là bây giờ là các bác là chỉ nhìn thấy là đèn bật đèn là phát lát lên thì một tí nó mới sáng sáng được. Cái mùa này đi thì hay gặp cái gặp rắn là cái cặp nia hay sao anh nhỉ? À cặp nong cặp nia kia nó nguy hiểm lắm. Vâng. Đường thì rất là rộng. Em mình 2-3 ngày không gặp nhau ấy nhỉ? Vâng. Đấy, xung quanh thì rất là yên tĩnh, nhà quyết trên kia còn tối thui các bác này, chưa bật điện hay sao. Với nhà ông là có hai cái bóng đèn này, năng lượng mặt trời là sáng luôn. Cái kia để hai cái bóng lúc khỏi nhà mới sáng. Vâng. Ông thì điện không về là cũng không cứ đợi thợ điện người ta về sửa thôi. Đợi thì đúng là đợi đến bao giờ mình không chủ động gọi cho người ta ấy. Chính ra là điện nhà ông này là áp không bị nhảy đâu anh nhỉ? Có, nhảy rồi, nhảy hôm qua. À. Từ dưới nhà ông lên thì ở buổi đêm là làm một hơi cũng hết hơi đấy anh nhỉ? Mệt đấy anh nhỉ? Anh em mình là còn chưa ngồi với nhau là lần cuối đấy. À, hôm nào vậy?
tổng kết một hôm đó. Vậy ra phía bên kia thì các bác nhìn thấy là ban ngày thì không nhìn thấy đèn, không nhìn thấy nhà đâu, nhưng mà đến buổi đêm như này thì bóng điện mới bắt đầu hiện lên rất là nhiều. Ra khu mảng bên kia là ở gần giáp ra biên giới, thành ra là bên kia phát triển hơn rất là nhiều. Tòa nhà xây cao tầng thôi. Vậy bây giờ thì cũng gần đến chỗ hai anh em là lấy xe rồi, chuẩn bị là đi về rồi các bác. Thì cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Và một lần nữa thì xin lỗi tất cả cô bác khán giả, các bác Mạnh Thường Quân khi mà cháu Lực đã dùng sai cái đồng tiền của các bác, là phải sửa chữa thêm một chỗ nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh của bạn em. Xin chào các bác.